Viện Kế Toán xin chào. Ngừng ngay việc kế toán nếu doanh nghiệp bạn có dấu hiệu sau. 1. Các thông tin kế toán không được cung cấp kịp thời khi nhà quản trị cần. Đa số các công ty sử dụng phần mềm để quản lý, hoặc kế toán tự tạo file Excel để quản lý công việc. Các thông tin kế toán luôn được cập nhật thường xuyên liên tục. Vì vậy, khi cần các thông tin kế toán mà kế toán không cung cấp ngay được như công nợ ngày hôm nay bao nhiêu, tồn kho thời điểm này như thế nào thì bạn nên xem xét lại bộ phận kế toán. 2. Nhân viên kế toán ấp úng không trả lời được thì thường đang che giấu vấn đề. Có thể là sai phạm, có thể là gian lận. 3. Hỏi cái gì cũng không có. 4. Không rõ ràng về mặt chứng từ, hồ sơ lưu trữ. 5. Không có chứng từ giao dịch, đưa tiền mặt cho kế toán nộp bảo hiểm xã hội hoặc nộp thuế mà không thấy họ đưa chứng từ nộp về hoặc không yêu cầu họ đưa chứng từ về. Cẩn thận gian lận. 6. Đầu kỳ này kế toán không báo công việc của kỳ trước như thế nào định kỳ, điều đó chứng tỏ kế toán không làm. 7. Kết thúc năm tài chính không bàn giao hồ sơ, hứa vài hôm, một tuần, hai tháng có nghĩa là họ không hoàn thành hồ sơ cho bạn. 8. Hỏi kế toán chỉ tiêu, hàng tồn kho còn bao nhiêu, có bị âm không nếu là công ty thương mại, thừa hay thiếu chi phí nếu là sản xuất. 9. Không thấy sự phản hồi. Bạn đang thuê kế toán dịch vụ, hàng kỳ sau khi giao hồ sơ hàng tháng xong không thấy kế toán phản hồi, không thấy kế toán phản ánh thừa hay thiếu hóa đơn, chứng từ. Không thấy kế toán phản ánh xem đúng hay sai, yêu cầu cung cấp thêm gì nữa nghĩa là họ mới chỉ báo cáo thuế, không kiểm tra, không hạch toán sổ sách kế toán mà để dồn lại cuối năm là một lần. Vấn đề này rất nguy hiểm vì rõ ràng là kế toán đang không làm việc cho bạn, hoặc mới chỉ đối phó, không phát hiện sai sót, không tư vấn tốt cho bạn được và thiệt hại là đương nhiên bạn phải chịu. 10. Kết thúc năm tài chính, kế toán không hề in ấn sổ sách, hoàn thiện kế toán mà mới chỉ gửi báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu này thậm chí giám đốc không biết đúng hay sai vì thuộc về chuyên môn. Giám đốc cần kiểm tra lại, kết thúc ngày 31 của năm nay, thì cần kiểm tra xem hồ sơ đã xong chưa. Rất nhiều doanh nghiệp khi cơ quan thuế thanh tra kiểm tra mới tá hỏa kế toán nộp mỗi báo cáo thuế và báo cáo tài chính, còn những nội dung khác không có một cái gì. Cảm ơn bạn đã theo dõi chủ đề ngày hôm nay. Hãy nhấn like và subscribe ngay hôm nay để không bị bỏ lỡ những bí quyết về tài chính, kế toán bạn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.